Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tiếp phần 2 của câu chuyện Sự tích cây đa trên mặt trăng. Phần 2. Nay cháu muốn mang theo để đọc ở dưới âm ty, cả chú và thím nó đều không nỡ từ chối. Vả lại chú nó cũng còn tò mò muốn biết quyển sách đó nói gì. Thế là ông ta về nhà lục tìm. Giữa lúc cuội ngồi trong sọt chờ đợi thì một người mù đang dò dẫm dọc bờ sông. Thằng bé liền gọi to: "Ông mù ơi ông mù, nếu ông muốn sáng mắt được thì hãy đến đây." Nghe thấy thế, người mù liền dò đường đến chỗ xoáy sọt. "Nhanh lên nào, nhanh lên," cuội nói, "ông hãy tháo cái nắp sọt này ra rồi tôi sẽ bảo cho ông biết cách chữa bệnh mù." Người mù dò dẫm quanh cái sọt và rốt cuộc cũng tìm cách mở được cái nắp. Nắp sọt vừa bật mở, cuội nhảy vọt ra ngoài, chuồn thẳng. Khi chú thím nó trở lại bên sông để cho nó biết là họ chẳng thấy quyển sách nào đâu cả, thì thằng bé đã không còn ở trong sọt nữa. Chỉ có một người mù tội nghiệp đang đứng đợi để học cách chữa cho mắt mù khỏi mù. Chú nó lại bị lừa một lần nữa. Thằng cuội chạy đến bụi tre dày đặc ở gần bờ sông. Trong lúc đang thơ thẩn quanh bụi tre, nó vớ được một cái hũ có đựng đầy vàng. Thật là mê biết mấy, cuội liền mang về nhà cho chú thím. Nhờ có hũ vàng, gia đình chú thím trở nên giàu có. Chú thím nó giờ đây hiểu rằng có mắng mỏ đến mấy cũng không làm thằng bé thay đổi được tính nết. Họ nghĩ hay cưới cho nó một cô vợ tử tế, có thể nó sẽ thôi nói dối và bỏ cái tật ăn không ngồi ngồi rồi. Vì vậy, hai người cưới cho cuội một cô gái người người làng. Dường như trong một thời gian, việc cưới xin đó có làm cho cuội đỡ nói dối đi. Nhưng chỉ mấy tháng sau, khi thím nó chết, cuội lại tiếp tục nói dối và đánh lừa mọi người như trước. Một hôm, cuội đi lang thang trong trong rừng, bắt gặp mấy con hổ con đang nằm trên cỏ. Cuội bắt đàn hổ con bẻ gãy chân của chúng. Đau quá, lũ hổ con kêu lên, liền nghe có tiếng gầm kinh rợn từ một nơi nào đó, chắc là hổ mẹ. Cuội vội lẩn ngay vào đằng sau một bụi cây. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tiếp phần 3 của câu chuyện Sự tích cây đa trên mặt trăng. Một hôm, cuội đi lang thang trong rừng. Cuội rình cho đến khi đàn hổ đi hết, rồi đào cây vác về nhà. Cuội trồng cây đó ở trong sân và đặt tên nó là cây đa. Từ đấy trở đi, cuội chăm bón cây hết cẩn thận. Cuội nói với vợ rằng cái cây này là của một vị thần cho. Lá cây có thể chữa lành các vết thương, chữa khỏi mọi chứng bệnh và có thể cải tử hoàn sinh. Cuội dặn vợ phải giữ gìn cho cây đa luôn được sạch sẽ. Nhiều lần cuội đe vợ cấm có đổ rác vào gốc cây, kẻo nó bay đi mất. Thoạt đầu vợ cuội làm theo đúng lời chồng dặn, nhưng dần dần về sau ả đâm bực tức với chồng vì thấy cuội tỏ ra quý cây hơn cả vợ. Ả cũng phát ngấy về những lời chồng răn dạy. Thế rồi một hôm xảy ra chuyện cãi cọ về cái cây, ả còn không kiềm chế được nữa, hét lên: "Tôi cứ đổ rác vào gốc cây nếu tôi muốn." Tức tối, ả mang một thúng rác đầy từ trong nhà bếp ra đổ cả đống vào gốc cây. Đột nhiên cây đa bắt đầu rung lắc, rồi từ từ bật rễ khỏi mặt đất và bốc lên cao. Nhìn thấy sự thể xảy ra, cuội lao đến cây đa và bám chặt vào một cái rễ. Nhưng cây đa cứ tiếp tục bốc lên cao.
Nó cứ lên bay lên mãi, cao vút lên bầu trời, càng với cuội cùng với cuội bám chặt vào chiếc rễ. Cây đa bay mãi cho đến khi tới mặt trăng và đứng ở đấy suốt từ đó đến bây giờ. Nếu bạn nhìn kỹ mặt trăng, bạn vẫn có thể trông thấy bóng cây đa ở trên đó. Có chú cuội ngồi dưới gốc cây, nhất là vào lúc trời quang và gặp khi trăng tròn và sáng. Câu chuyện sự tích cây đa trên mặt trăng của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc cho các bạn nghe một câu chuyện sự tích con dã tràng. Ngày xưa có hai vợ chồng ông già tên là dã tràng. Trong vườn có một cái hang rắn, thường ngày làm cỏ gần đấy. Ông già vẫn thấy một cặp rắn hổ mang ra vào trong hang. Một hôm con rắn chuồng bò ra khỏi hang. Con rắn chồng bò ra khỏi hang, còn rắn vợ nằm cuộn ở trong. Vì mới lột nên mình mỏi của nó còn yếu, không cựa quậy được. Một lúc sau, rắn chồng trở về, miệng tham một con nhái đút cho con rắn vợ ăn. Ít lâu sau, dã chàng lại thấy rắn vợ bò ra khỏi hang một mình. Lần này, rắn chồng đến kề lột, nằm im thin thít. Hồi lâu, rắn vợ trở về cùng một rắn đực khác khá lớn. Dã chàng thấy hai con bò đến cửa hang thì dừng lại, rồi quấn nhau như bện dây thừng. Một lát sau, con rắn đực bò một mình vào trong hang. Dã chàng biết con rắn đực này toan làm gì rồi. Tự nhiên ông thấy ngứa mắt, muốn trừ bỏ con rắn đó để đi cứu con rắn chồng đang lúc suy nhược. Lúc đó bên mình không có gì cả, ông bèn rút một mũi tên nhắm vào con rắn đực mới đến. Bắn ngay một phát, không ngờ mũi tên lại trúng đầu con rắn vợ, làm nó chết. Con rắn đực kia hoảng hồn chạy mất. Dã chàng nghĩ cũng thương con rắn cái, nhưng trong lòng thương có lẫn cái giận, nên ông chán nản bỏ về nhà. Từ đó ông không thèm để ý đến hang rắn nữa. Chừng một năm sau, một hôm, dã chàng nằm võng thuật chuyện vợ chồng con rắn cho vợ nghe và kể những việc gì, việc mình đã thấy và làm. Ông kể vừa dứt thì tự nhiên nghe trên mái nhà có tiếng phì phì. Cả hai người hốt hoảng nhìn lên thì thấy có một con rắn hổ mang rất lớn, đuôi cuốn lấy xà nhà, đầu vươn xuống tới gần chỗ ông nằm, miệng nhả một viên ngọc. Ông vừa cầm lấy thì bỗng nghe được tiếng rắn nói: "Ông là ân nhân mà tôi cứ tưởng là kẻ thù. Mấy hôm nay tôi đợi ông trên mái nhà chỉ trực mỏ chết để báo thù cho vợ tôi. Nhưng hồi nãy nghe ông kể chuyện rõ ràng, tôi mới biết là mình lầm. Xin biếu ông viên ngọc này, đeo nó vào thì có thể nghe hiểu được tiếng muông thú trên thế gian này." Từ kinh ngạc đến sung sướng, dã chàng nhận viên ngọc quý, và từ đó ông không bao giờ rời. Ông không bao giờ rời. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.